trái với dự đoán của nhiều khán giả hâm mộ khi cho rằng Phạm Hương trở lại với The Face mùa 2 hoặc đảm nhiệm vai trò cầm trịch chương trình Việt Nam Next Top Model mùa All Star. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã công bố thông tin chính thức về vai trò của Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu Lệ Hằng trong mùa giải năm nay. Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương không chỉ đồng hành để trao lại vương miện của một đương kim hoa hậu, cô sẽ cùng Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng giữ vai trò xuyên suốt trong hành trình 3 tháng của cuộc thi để tìm kiếm đại diện mới của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017 và 2018. Xuyên suốt gần 3 tháng ghi hình và 10 tập phát sóng của chương trình truyền hình trực tiếp Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương và Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng sẽ giữ vai trò là những người đồng hành, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, thị phạm và truyền lửa cho các ứng viên. Chương trình truyền hình thực tế đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hứa hẹn đem đến nhiều cuộc hội ngộ thú vị với các cựu Hoa hậu, Á hậu Hoàn vũ và cả những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thời trang, trình diễn, giao tiếp, truyền thông, đại sứ thương hiệu. Ngoài ra, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn tổ chức chương trình đồng hành là chuỗi hội thảo mang tên Futurista, người kế vị tương lai sẽ được thực hiện trong tháng 4 năm 2017 tại 5 tỉnh thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.